mới vừa đi chợ đó các con. Các nhóm con nhìn xem cô đã mua được những loại rau củ quả gì đây nha các con. À, cô mua được củ gì đây các con? À, đúng rồi, đây là củ cà rốt, đây là cà chua, dưa leo, khoai tây, khoai lang. Và cô cả mua được rau diếp cá nữa đó các con, và cả hành lá nữa đó các con. Các con ơi, cô ấy mua những loại rau củ quả này để làm thức ăn cho gia đình cô trong mùa dịch đó các con. Thì các con có biết ai là người đã trồng ra những loại rau củ quả này không? À đúng rồi, là các cô chú nông dân đã trồng ra những loại rau củ quả này đó các con. Các con ơi, hôm nay cô ý cũng có một bài thơ nói về nghề nông rất hay đó các con. Bài thơ do chú Hoàng Dân sáng tác. Bài thơ mang tên Đi Bừa. Các con chú ý lắng nghe bài thơ nha. Đi bừa, sáng nay mẹ dậy sớm, dắt trâu đen đi bừa. Mẹ không quản sớm trưa, bừa đất tơi thành luống để trồng ngô khoai sắn, trồng quả ngọt rau tươi cho thức ăn mọi người, giữ môi trường xanh sạch. Sáng mai mẹ lại dắt chú trâu đen đi bừa. Các con ơi, cô ý vừa đọc xong bài thơ Đi Bừa do chú Hoàng Dân sáng tác đó các con. Các con thấy bài thơ có hay không? Các con ơi, để hiểu rõ hơn về nội dung bài thơ này, cô ý có một trò chơi nhỏ dành cho các con nè. Trò chơi được mang tên Ai trả lời giỏi. Cô sẽ đặt ra các câu hỏi để xem ai trả lời đúng nha. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ cô cháu mình cùng nhau bắt đầu nha. Câu 1, cô vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác? À đúng rồi đó các con, cô vừa đọc bài thơ Đi Bừa, bài thơ do Hoàng Dân sáng tác đó các con. Câu 2, bài thơ nói về ai? Mẹ làm nghề gì? À các con giỏi quá, bài thơ nói về mẹ, mẹ làm nghề nông đó các con. Câu 3, mẹ đi bừa vào lúc nào? Khi đi làm mẹ dắt con gì đi theo? Đúng rồi đó các con, mẹ đi bừa vào buổi sáng. Khi đi làm mẹ dắt theo chú trâu đen đi bừa đó các con. Câu 4, mẹ bừa cho đất tơi thành luống để làm gì vậy các con? Đúng rồi, mẹ bừa cho đất tơi thành luống để trồng ngô nè, trồng khoai, sắn, trồng rau tươi, quả ngọt, làm thức ăn hàng ngày cho mọi người, còn giữ cho môi trường xanh sạch nữa đó các con. Các con ơi, cô vừa đọc xong 4 câu hỏi, bạn nào trả lời đúng các câu hỏi của cô không? À, cô vỗ tay khen tất cả các con luôn nha. Để nhớ rõ bài thơ này, cô cháu mình cùng đọc lại bài thơ lần nữa nha các con. Đi bừa, sáng nay mẹ dậy sớm, dắt trâu đen đi bừa. Mẹ không quản sớm trưa, bừa đất tơi thành luống để trồng ngô khoai sắn, trồng quả ngọt rau tươi cho thức ăn mọi người, giữ môi trường xanh sạch. Sáng mai mẹ lại dắt chú trâu đen đi bừa. Các con ơi, các con vừa được học bài thơ Đi Bừa do tác giả Hoàng Dân sáng tác đó các con.
trong bài thơ nói đến sự vất vả của người mẹ nè, mẹ phải đi làm từ sáng sớm nè, mẹ phải cai bừa vất vả để trồng được những loại rau củ quả tươi tốt nè, để làm thức ăn cho mọi người nè các con. Vì vậy các con phải biết yêu quý công sức lao động của mẹ mình, cũng như là công sức của các cô chú nông dân đã làm ra những loại rau củ quả cho các con. Các con ơi, tiết học hôm nay của chúng ta kết thúc rồi. Gửi chào các con.